Chào anh chị, rất vui gặp lại anh chị trong video lần này của Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1. Anh chị thân mến, trong video lần này thì tôi xin phép được chia sẻ và hướng dẫn đến anh chị cách kết hợp cây xạ đen cùng cây bồ công anh trong việc điều trị bệnh. Trong video này thì tôi xin giới thiệu đến anh chị phương pháp mới trong phòng ngừa và hỗ trợ một vài dạng ung thư, cách dùng đơn giản nhưng đã được chúng tôi áp dụng điều trị hiệu quả trong thời gian vừa qua, đó là cách kết hợp chung cây bồ công anh và cây xạ đen. Mời anh chị cùng theo dõi video. Cây bồ công anh và cây xạ đen đều là những vị thuốc nam rất là nổi tiếng trong việc điều trị bệnh ung thư. Cây xạ đen đã khá quen thuộc đối với bệnh nhân ung thư trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, cách dùng cây bồ công anh còn khá mới mẻ và còn rất ít người biết tới. Cho đến khi gần đây, những nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới đã được công bố, cùng những cái thông tin lan truyền trên mạng xã hội thì người bệnh mới biết đến nhiều hơn về cây thuốc nam mang tên bồ công anh. Đây được mệnh danh là loại tiên dược với hàng loạt công dụng hữu ích cho sức khỏe và đặc biệt là bệnh ung thư. Vậy thì bệnh nhân ung thư có thể kết hợp dùng cả hai cây thuốc này được hay không? Bệnh nhân ung thư dùng kết hợp cây xạ đen với lá cây bồ công anh sẽ có tác dụng rất là tốt. Theo kinh nghiệm dân gian thì hai vị thuốc này đều có tính bình và hai kinh can phế có công dụng tiêu viêm, giải độc, thường được dùng để điều trị các bệnh viêm nhiễm, u biếu, nóng gan. Cách dùng cây xạ đen kết hợp với cây bồ công anh đã được áp dụng và sử dụng trong dân gian. Từ xa xưa thì người Mường từ rất lâu đời đã biết dùng bài thuốc này để điều trị các cái bệnh về ung nhọt, viêm nhiễm, tắc tia sữa. Và ngày nay những kinh nghiệm quý đó tiếp tục được phát huy và gìn giữ phổ biến trong nhân dân, giúp ích cho rất nhiều bệnh nhân trong thời gian vừa qua. Và dưới đây tôi xin phép được giới thiệu chi tiết về bài thuốc xạ đen bồ công anh. Và tôi có thể nói đây là một bài thuốc nam vô cùng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả vô cùng tốt đối với bệnh nhân ung thư và đặc biệt là tốt những cái trường hợp bệnh nhân sau. Thứ nhất là bệnh ung thư gan, bệnh ung thư máu, ung thư phổi, u tử cung, ung thư đại tràng. Vậy thì cách kết hợp chi tiết như sau: cây xạ đen 30g, cây bạch hoa xạ diệt thảo 30g, cây bán chi liên 15g, cây bồ công anh 35g, lá rễ đều có thể sử dụng được. Các vị thuốc đem rửa sạch rồi sắc chung với 1,5 lít nước, đun cạn còn khoảng 600ml nước, chia 3 lần cho bệnh nhân uống trong ngày. Và lưu ý đến anh chị, lên uống sau bữa ăn khoảng 40 phút, nếu bệnh nhân ăn uống ít, lên chia nhỏ để uống thành nhiều lần trong ngày. Thuốc có vị dễ uống, thơm mát, nên bệnh nhân có thể uống thay nước uống hàng ngày. Người bệnh nên kiên trì sử dụng, trong thời gian khoảng 3-4 tháng sẽ có chuyển biến rõ rệt. Ung thư là một căn bệnh nan y, đặc biệt là những bệnh nhân đã di căn. Thuốc lam dường như là một giải pháp duy nhất cho bệnh nhân ung thư di căn. Đây cũng là lựa chọn của rất nhiều bệnh nhân. Và trong thời gian vừa qua thì Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 chúng tôi đã áp dụng và điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh nhân. Có nhiều bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe sau một thời gian kiên trì sử dụng thuốc. Đây là một trong những tín hiệu rất là đáng mừng cho các cái phương pháp y học cổ truyền của chúng ta. Và nếu anh chị có quan tâm đến các cái vị thuốc trên trong cái bài thuốc trên thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0982957282. Và hiện tại thì cơ sở công ty chúng tôi có cung cấp tất cả các loại thảo dược quý. Chúng tôi có nhận chuyển hàng trên toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.